nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng mỗi người chúng ta. Mến chào các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 11 thứ Bảy tuần 32 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 18 từ câu 1 tới câu 8 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhục ông. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, lời Chúa của đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hướng về Ngài qua việc cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy tưởng tượng về hình ảnh của cha mẹ chúng ta với dạt dào tình yêu thương đang đứng đợi con cái của mình trở về. Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người chúng ta, Ngài cũng đang mong đợi như vậy. Chúa Giêsu thường nói với chúng ta trong Kinh Thánh, và chúng ta biết rằng khi chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa, tức là chúng ta đang cầu nguyện. Cầu nguyện là tiếng nói của đức tin, niềm tin của chúng ta nương tựa vào tình yêu của Ngài. Niềm tin tưởng và hy vọng của chúng ta luôn là sự thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta, thưa các bạn, cần phải luôn được kiên trì như chính lời của Chúa Giêsu đã nói trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các môn đệ rằng họ phải cầu nguyện luôn, không được nản lòng, theo Tin Mừng Thánh Luca chương 18 câu 1. Ngay cả khi chúng ta cầu xin mà không được nhận lời ngay, thì việc có thể hướng về Chúa, việc có thể tâm sự nỗi đau buồn hoặc mối quan tâm của chúng ta với Ngài đã đạt được một điều gì đó rồi. Chắc chắn không phải là ngay lập tức, nhưng theo thời gian chúng ta sẽ nhận được câu trả lời, vì Chúa xét sự công bằng cho những người Ngài đã tuyển chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài sau, theo Tin Mừng Thánh Luca chương 18 câu 7. Thưa các bạn, có nhiều cách để chúng ta tỏ bày nói chuyện với Thiên Chúa. Chẳng hạn như khi chúng ta ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa, hoặc khi chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của con người tội lỗi chúng ta và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy kiên trì cầu nguyện và tin tưởng vào Ngài, bởi chỉ có lời cầu nguyện mới có thể đánh bại Thiên Chúa. Đây cũng chính là lời suy niệm của ông Tertullian. Thực vậy, lời hứa của Thiên Chúa luôn được thực hiện đối với tất cả những ai đặt niềm tin tưởng cầu xin nơi Ngài. Còn triết gia Pascal của Pháp đã nói lời cầu nguyện là một trong những cách thế mà Chúa đã chọn để chia sẻ quyền năng vô biên của Ngài cho chúng ta, cũng như Ngài chia sẻ quyền năng của Ngài cho chúng ta bằng cách làm cho chúng ta trở thành những con người biết suy tư. Cũng vậy, Ngài chia sẻ quyền năng của Ngài cho chúng ta bằng cách làm cho chúng ta trở thành những người con cầu nguyện. Trong khi đó, thì bác sĩ Alexis Carrel, người đã từng được trao giải thưởng Nobel Y khoa vào năm 1912, đã tóm tắt về sức mạnh của sự cầu nguyện như sau. Cầu nguyện là một năng lực mãnh liệt nhất mà con người có thể làm phát sinh được. Ảnh hưởng của lời cầu nguyện
trên tâm trí và thân xác con người, là điều đó có thể chứng minh được qua các hạt nội tiết trong cơ thể con người. Hãy kiên trì và luôn trông cậy vào Thiên Chúa Cha trên trời như người láng giềng xin bắn giữa đêm khuya để tiếp khách, theo Tin Mừng Thánh Luca chương 11 từ câu 5 tới câu 8. Như ông quan tòa, không vì lòng kính sợ ai, nhưng vì bị phiền lòng nên làm toại nguyện bà quá. Chủ nhà cũng không vì lòng nhân, nhưng vì bị quấy rầy nên phải thức dậy mà cho bắn người láng giềng. Thầy bảo thật, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Theo Tin Mừng Thánh Luca chương 11 từ câu 9 tới câu 10. Nói tóm lại, thưa các bạn, cầu nguyện là một sức mạnh tựa như chính sức hút của trái đất. Như qua hình ảnh của người đàn bà quá kiên trì trong tin mừng hôm nay, Thiên Chúa nhậm lời con người không phải vì sợ con người quấy rầy, mà chỉ vì lòng tốt của Ngài đối với người mà thôi. Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng con luôn được biết kiên trì trong sự cầu nguyện và cảm nhận được những điều chúng con cầu xin. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.